Xin chào các bạn. Hôm nay mình nói một cái vấn nạn gọi là lừa đảo nha, bán xe lừa đảo. Cái vấn đề này đảm bảo khi mình nói ra, tất cả những anh em đang có dự định mua xe mình đều sẽ rất là quan tâm. Vấn đề nó là như thế này nào. Khi các bạn search trên mạng mua xe, các bạn search những cái từ khóa như là CD, xì bò, Yên Thái, quay, có những thằng lừa đảo nó đăng lên mạng nguyên một cái danh sách xe vậy nè, Accenter 15 triệu, XH 20 triệu, rồi cái gì đó giá chỉ có 1/10 thôi, ha. Nguyên một loạt xe, đưa cái hình coi như là nguyên một kho xe, không biết copy ở đâu, số điện thoại ở dưới, và phương thức mua hàng chung của tụi nó là chuyển trước 2 triệu cho tới 5 triệu. Có những thằng 2 triệu, có những thằng 5 triệu. Chuyển trước, mình nói 2 triệu ha, đơn giản. Có những thằng nó đòi 5 triệu, mình nói 2 triệu thôi. Có những thằng nó đòi chuyển trước cho nó 2 triệu. Sau đó nó gửi xe về tặng nhà cho mình. Rồi mình kiểm tra xe, ok, trả tiền cho người giao xe, bao luôn giấy tờ luôn. Bây giờ các bạn nghĩ đi, một con xe Accenter người ta bán ở ngoài hãng là 45 triệu cho 65 triệu, ở đâu ra cái con xe mà 20 triệu? Nếu giả sử có xe ăn cắp ăn trộm đi chăng nữa, nó nói là xe nhập lậu trong thùng ra, ở đâu mà ra nguyên một đống như vậy hả? Ở đâu ra đống để cho nó bán 20 triệu? Nó đâu có ngu. Như các bạn có một cái con xe mà nói mà có một con xe mới, xe tơ mới đi chăng nữa, các bạn đem ra bán sang tay các bạn cũng được 30 tới 35 triệu, chứ chứ nói chuyện là 20 triệu, đâu thằng ngu rồi bán 20 triệu. Nó chỉ lừa những người chưa mua xe lần nào và kém hiểu biết về mua xe trên mạng sẽ bị lừa rồi. Đó là vấn nạn xe. Rồi chuyển qua những cái dòng mình đang bán này, cúp với CD 125, CD 125 mà nó rao 20 cho tới 30, 40 triệu. Các bạn nghĩ sao? Nó đưa hình một cái con xe mới chát. Xe người ta mà muốn đẹp hết nha, phải từ đời 2000 cho đi. Còn trước đời 2000 không bao giờ có xe đẹp. Trong cái đó một con xe từ 2000 cho đi giá nó phải trên 100 triệu. Không bao giờ dưới 100 triệu, xe đời 2000 cho đi không bao giờ dưới 100 triệu. Nó từ 101 cho tới 107, 108, 200 triệu. Rất là bình thường, tùy theo nó đẹp đi cỡ nào ha. 2000, 2001, 2004, 2008, mình nói là từ 2000 thôi nha, đời 2008 giá các bạn mua rất chát. Trong cái đó nó đưa một con hình xe là chỉ từ 20 triệu cho tới 30 triệu. Phương thức mua hàng cũng đơn giản, chuyển khoản trước 2 triệu cho đến 5 triệu, thông thường mô tô là chuyển trước 5 triệu, ship xe tới tận nhà, nhìn thấy xe kiểm tra ok, rồi giao tiền cho người nhận xe, giao tiền cho người giao xe. Xin lỗi, nó đánh vào lòng tham các bạn. Không có cái thằng ngu nào đi bán một con xe CD như vậy mà 20, 30, 40 triệu á. Bán không, cầm ra tiệm, cầm đồ thôi, cầm đã được 50, 60 rồi. Đừng nói chuyện bán xe 20, 40. Rồi, các bạn nghĩ đi, rồi phương thức của tụi nó, mình nói phương thức của tụi nó. Các bạn, đối với những người nhẹ dạ, nghĩ trong đầu, má con xe người ta rao trên mạng 80, 90, 100, 150, thằng này nó bán có 40 thôi. Mà bây giờ nếu mà mình bỏ ra 5 triệu mình chuyển cho nó, rồi xong rồi nó chuyển xe gì cho mình, rồi mình coi ô xe mình trả tiền, vậy là gọi là quá hợp lý rồi. Đánh vào lòng tham, người ta chuyển ngay 5 triệu liền. Chuyển 5 triệu là mất rồi đó. Nhưng mà chưa nha, nó còn lừa khúc cuối nữa. Mình là người chứng kiến ông anh mình nè. Ông anh mình luôn nha. Xin lỗi, mình nghe điện thoại chứ. Alo. Dạ, khách lấy rồi anh ơi. 65 triệu, khách lấy rồi nha. 65 triệu. Dạ, khách lấy rồi anh ơi.
mấy dòng đó anh phải đặt nha, không có sẵn đâu. Anh phải đặt chừng nào có em giao chứ không có sẵn đâu. 70 trên 10 là hiếm lắm. Dạ cái dòng đó anh phải đặt chứ không có sẵn, hiếm, lâu lâu nó mới có. Khoảng từ 15 cho tới 30 ngày. Bến xe miền Đông Sài Gòn. Dạ. Hà Nội em bán mười mấy con ngoài đó. Xin nghe rồi. Anh muốn gặp khách hàng em đã từng bán, anh cho số điện thoại luôn, qua trực tiếp nhà coi xe người ta luôn, hỏi người ta thử phải mua em không luôn, đơn giản. Nhiều người, nhiều khách ngoài đó lắm chứ không phải. Ok. Dạ. Đời thấp thì nó hiếm nên phải đặt lâu lâu, có khi một tháng, có khi hai tháng, có khi có liền, có khi một hai tháng mới có. Dạ đợi có, không có tới lượt anh đâu, đợi có là người khác lấy mất tiền rồi. Con này nó còn nằm minh cam em chưa lấy về mà khách đã chuyển tiền rồi, vừa mới lên xong mà khách chuyển tiền liền luôn. Tại vì xe lúc xe rao là rao xe bên cam hết, chứ còn mà nó đã về bên Việt Nam là hết rồi, chỉ xe đời cao mới còn à. Đời thấp nó hiếm, chính chính người thấy đời cao cho nên nó nhiều, còn đời thấp thì hiếm lắm. Rồi ok, quay trở lại chuyện ông anh của mình. Ông anh của mình ngay gần nhà của mình bị dụ một con CD 125 40 triệu, cọc trước cho nó 5 triệu. Mà giới thiệu thôi nha. Thằng bạn á, cái thằng bán á, cái thằng bạn nó nói là có một thằng bán chứ không nói chuyện trực tiếp với em kia nữa. Tức là đương nhiên nó không ra mặt, nó phải nói là có một thằng rồi, chứ nó đâu có nói là nó bán đâu. Giao tiền cho thằng kia không biết mặt, không biết gì hết, chỉ có mỗi cái số điện thoại có Zalo thôi. Rồi chuyển tiền cho nó xong, nó hẹn 5 ngày sau á giao xe, giao ngay tại nhà mình luôn, ngay Bình Triệu rồi. Xong rồi chiều đó nó nói là anh ơi, em cho xe tải giao gần tới nhà anh rồi, anh chuẩn bị ra anh đón. Thì ông anh mình ổng mới ngay buổi chiều đó là ổng ở nhà, ổng không đi làm, ổng đợi xe. Mình thấy cái hình xe này là cái xe là thấy cái hình lấy bên cam, lấy bên những cái tấm hình mà bên kho xe mình lấy. Mình nghĩ trong đầu không lẽ có cái mối nào mà nó rẻ dữ thế nó trời. Mình biết là nó lừa rồi mà mình nghĩ không lẽ thiệt luôn đây ta. Không hiểu nổi. Thôi mình cũng để coi thử coi cái vụ này về sao, nếu mà thật sự mà có mối vậy thì anh em cũng mua sao rẻ. Xong ông anh ông đi ra mà ông lưỡng lự sao, cái ông kêu thôi mày đi chung với anh ra coi thử sao, mình cũng muốn đi theo. Ra đứng ngay đầu đường siêu thị, ngay siêu thị nhà mình, xin lỗi mình nó láo ra đường xe tông chết dòng họ mình luôn. Mình nói thiệt với các bạn, ở đây là mình chia sẻ để các bạn không có bị lừa thôi. Mình ra đó đứng, nó gọi, nó nói là xe em gần tới rồi, gần tới, qua khỏi cầu Bình Thiệu rồi, sắp tới rồi. Mà hỏi chừng nào chưa tới. Xong cái nó gọi tiếp một cuộc nữa, cái cuộc này mới quan trọng rồi. Nó nói bây giờ em bán xe là không giấy, mà em sợ bị anh gài. Bây giờ anh kiếm cái cây ATM nào á, nó xài bị cung banh, anh kiếm cái cây ATM nào á, anh chuyển đủ cho em rồi xong rồi em giao xe cho anh. Mình nghe vậy thôi là mình nghi rồi. Mình kêu khoan đó anh Sơn, khoan chuyển tiền của nó lại. Bây giờ ít nhất là mình phải được nhìn thấy con xe, mình phải được thấy cái xe tải, mình được nhìn thấy cái con xe, đúng không? Mình anh Địa nói với nó là ít nhất là mình phải được nhìn thấy cái xe rồi mình mới chuyển tiền, chứ bây giờ xe mình không thấy, xe tải mình cũng không thấy, tự nhiên giờ mình không biết nó là ai, giờ mình chuyển tiền cái nó mất tiêu sao, mình không biết người bán là ai, không gặp luôn, chỉ chat qua Zalo thôi. Xong anh điện qua nó cũng không chịu, nó kêu là bây giờ xe là giao gần tới nhà anh luôn rồi, ngay sát đất anh luôn rồi, nhưng mà em không dám giao, em sợ anh gài. Nói chung là em buôn bán xe cam về em sợ anh gài, cho nên anh cứ chuyển tiền đủ một cái là em chạy tới đưa cho anh liền. Rồi xong nói chuyện hồi nó kêu vậy thôi, nếu anh không chuyển tiền em không có giao xe được. Vậy là hiểu luôn rồi, mất 5 triệu. Các bạn thấy một việc đơn giản là ông anh mình chơi với mình, ở gần mình luôn, chơi rất thân.
chơi rất thân mà không tin mình, trong khi đó tại vì xe mình bán còn trăm mấy, còn ông đi làm ông nghe ai nói rau xe có 40 triệu à, rẻ quá mà so tới mình của ổng với tới mình, với mình nó còn đẹp hơn tới mình của mình nữa, đánh vào lòng tham mất 5 triệu, các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ làm sao để tin tưởng mà giao tiền cho người ta? Mình xin lỗi với các bạn nha, mình bán xe hơn rất lâu rồi, tất cả những cái con xe mình bán là khách chuyển đủ tiền 100% nha. Con xe đó 30, 50 hay 80 triệu hay 100 triệu hay là gì rồi mình bán con xe đeo 125 trên cái 100 triệu, khách đều chuyển đủ tiền hết, chuyển đủ tiền mình mới giao xe. Bây giờ mình sẽ hỏi là làm sao để tôi tin tưởng anh mà tôi giao tiền cho anh, nữa tôi giao tiền cho anh không giao cái xe về sao? Thì cái chuyện đó ở đây mình không giải thích cho các bạn là mình uy tín hay không, mình hoàn toàn không giải thích nữa, không có thời gian. Tại vì nếu giả sử mình là một thằng lừa dối thì mình giải thích với bạn sao? Trời ơi, tôi uy tín lắm, anh cứ chuyển tiền cho tôi đi, tôi chuyển xe đúng hình đúng xe cho anh. Cuối cùng tôi chuyển cái xe hư cho các bạn làm gì, đúng chưa? Các bạn đừng có hỏi là ừ mày bán xe có uy tín hay không, mày nói tao nghe tới coi, tao thấy mày uy tín thì tao chuyển tiền cho mày. Cái người gần đây nhất là mua hai con xe của mình, một con 8290 đời 2008 với một con CD 125 đời 2000. Hai con xe đó hơn cả 100 triệu, người ta chuyển đủ tiền cho mình luôn nha, chuyển đủ tiền luôn, và mình đã giao xe cho khách và khách đã nhận rồi, thì làm sao để người ta tin tưởng mình được? Thì cái chuyện đó các bạn chịu khó coi những cái video clip của mình, mình lấy xe về con nào mình quay clip hết lại cho các bạn coi, rồi mình giao xe đi đâu, chuyển xe ai, mình có quay hết lại chủ xe là ai, giao ở địa chỉ nào có hết, tức là mình công khai hết nha, vàng không sợ lửa nha các bạn. Ở khu vực Hà Nội, nếu các bạn ở khu vực Hà Nội hoặc là những khu vực ở gần Hà Nội mà các bạn có khả năng xuống Hà Nội được, các bạn muốn mua xe, mình sẽ cho bạn số điện thoại những người đã từng mua xe mình ở Hà Nội. Được chưa? Hà Nội nào, Sa Pa nè, Lào Cai nè, Phú Thọ nè, miền Trung là có Hà Tĩnh nè, Sài Gòn là bao la ha, miền Trung là có Hà Tĩnh nè, đó, miền Tây. Miền Tây thì đâu cần lên trực tiếp nhà mình mà nó sẽ còn mà. Cho nên các bạn lưu ý là khi trước khi giao tiền mua xe bất kỳ cái đơn vị nào, kiểm tra cái người bán, kiểm tra độ uy tín người bán, chứ đừng hỏi là mày có uy tín hay không, đừng bao giờ hỏi câu đó. Rồi mới vừa rồi đây mình có một vị khách hỏi là ủa cái xe của anh bán bao nhiêu? 60. Ủa sao người ta bán có 20 mà anh bán 60? Đừng so sánh cái xe 20 cái xe 60 là một. Cái thứ hai, nếu các bạn muốn so sánh, các bạn biểu người ta gửi hình chi tiết cái xe đó cho các bạn coi ha, rồi biểu mình gửi hình chi tiết cho các bạn coi, rồi gửi cái năm sản xuất cho các bạn coi, các bạn so sánh hai con xe. Nếu hai con xe cùng năm sản xuất, cùng đời, cùng phân khối mà xe mình, hai xe đẹp như nhau nha, mà xe mình mắc hơn, xe người ta rẻ hơn vài chục triệu thì mua người ta nha, chứ đừng có so sánh một hồi sau thấy xe đằng đây toàn đồ lô không, còn sang này đồ dinh. Lưu ý xe bên mình nước sơn là riêng nha, không dặm tút bất kỳ một chỗ nào, dặm tút lại là mất giá trị. Còn các bạn sẽ mua những cái con xe cúp, người ta sơn lại nguyên con, hoặc là người ta dặm hết một nửa con, mất giá trị. Ví dụ trên xe các bạn mua, các bạn nguyên con xe, ví dụ cái yên nó rách, các bạn mua yên khác mặt đắp vô, căm lốp niền hư, mua cái khác đắp vô, đèn xi nhan với điện hư, mua đắp vô. Nhưng mà cục máy hư, mua cục máy khác, hơi căng. Cái sườn xe mà nó sơn lại, các bạn mua sườn riêng các bạn đắp vô, mất số khùng xuồng rồi, đâu có được. Cho nên cái nước sơn nó là quan trọng, lưu ý nước sơn giùm cho mình. Mua một con xe kiểm tra nước sơn là đầu tiên, nước sơn riêng, ok. Tiếp theo kiểm tra tới cái máy nguyên riêng, ok. Rồi sau khi nước sơn và máy nguyên rồi,
kiểm tra tổng thể phụ tùng trên xe nó có lai món nào hay không, riêng hết là ok. Có thể là hai con ốc zin nhưng mà một con ốc bị hư, người ta thay con ốc khác vô vẫn là con ốc zin đồng đều, chuyện đó các bạn phải chấp nhận. Tại vì mình chơi xe cổ, xe người ta đã mấy chục năm rồi, có thể để lâu ngày nó bị hư, nó bị mục thì chuyện đó phải chấp nhận. Hoặc là người ta xi hết toàn bộ dàn ốc bên ngoài cho nó mới lại, ok, chuyện đó chấp nhận. Chứ còn các bạn đòi hỏi mà một con xe đẹp hết cho trong thùng ra, xuống âm phủ mua, đừng mua trên mặt đất, ok. Đó thì hôm nay là đó là những lời chia sẻ dành cho mình, dành cho những người mà sắp mua xe mình thì làm sao để tin tưởng mà giao tiền cho mình. Ok, các bạn yêu cầu mình cho coi hình trước, coi video trước. Những chiếc xe mà bên mình đang có các bạn chạy qua các bạn lấy luôn, không cần coi. Còn có những chiếc xe không có ở đây, nằm bên kia thì các bạn phải chuyển đủ tiền 100% mình rút xe từ bên kia về rồi mình giao cho các bạn. Cho các bạn hỏi ủa xe chưa thấy mà chuyển 100% thì sao? Đem xe về đây đi, đem xe về đây, anh cầm tiền của anh trồng đủ cho mày. Xin lỗi nếu mình không trồng đủ tiền cho thằng Campuchia nó đâu có chuyển xe cho mình, đúng chưa? Hôm nay mình nói cái miệng nó, anh ơi chuyển xe qua cho em đi, rồi khách nó chuyển tiền cho em chuyển cho anh. Và lỡ chuyển xe qua khách nó không chuyển tiền rồi, em nuốt xe luôn. Em nuốt xe, em ngậm xe luôn. Chuyển tiền qua cho anh em ngậm chiếc xe nó luôn, đúng không? Nhiều lúc các bạn nói lấy xe gì đi kèm, xe có 100 triệu mà lấy gì đi kèm, anh qua anh chồng tiền xong cái mai trúng cái số rồi cái không lấy xe rồi em ôm 100 triệu, đúng không? Bán xe là có mấy triệu mà ôm có 100 triệu. Cho nên ở đây là mình là người giữa, mình có cuộc sống của mình, đương nhiên mình bán mình phải lời, mà ít hay lời nhiều. Rồi nghe điện thoại xong cái quên mất mình nói tới đâu luôn, có ai nhắc mình không? Nói tới đầu quên mất tiêu rồi. Lúc mà mua xe bên Cam về đúng không? Giờ thì nói chung là các bạn theo dõi cái kênh video của mình hàng ngày, mình post hàng ngày. Cái điện thoại nó xin lỗi. Nói tới đầu quên mình nói rồi. Nghe điện thoại đồ quên nữa. Mình phải đeo cái tai phone để nghe, đeo vào tai bluetooth để nghe điện thoại, tại nghe nhiều quá. Nhìn nó ta. Quên luôn. Tới cái vụ gì mua xe gì ok, thôi mình chốt lại đi. Chốt lại đi, bây giờ phải ráp xe cho khách. Ráp chiếc cali. Chiếc cali của Nico trong chùa đặt dọn mà bữa giờ hơn tháng là chưa dọn được. Rồi chốt lại. Anh em nào có nhu cầu mua xe thì tìm hiểu thông tin của mình, coi tới xe mình bán được những xe cho ai, bán dài rồi các bạn tham khảo trên website xeonbacup.com nha. Nó có những cái mục là xe đã bán rồi, xe chưa bán và xe cho ai, mình có quay clip lại mình post hết lên, các bạn kiểm tra cảm thấy mình ok thì chuyển tiền nha, không có vấn đề gì hết. Rồi các bạn mua phụ tùng riêng thì qua trực tiếp bên shop của mình mua, mình bán online không có bán ở ngoài, nên các bạn chạy ngoài đường các bạn không thấy đâu. Các bạn chạy lên quanh hàng xóm hỏi anh bán xe đồ phụ tùng riêng là cũng không biết ai hết. Ok, đó là những gì cảnh báo cho các bạn, dành cho những bạn mà ham rẻ rồi cuối cùng bị mất 2 triệu cho tới 5 triệu. Rất nhiều, mình đảm bảo những anh em mà đang xem clip của mình đây nè, rất nhiều người đã từng mất 2 triệu cho tới 5 triệu, cũng có những người đã mất tiền rồi qua mua xe của mình. Ok, bye bye các bạn, mình tắt máy nha. Dạ alo.